Chào các bạn. Xin kính chào quý khán giả toàn thể của bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nâng. Các bác hôm nay lại tiếp tục ngày thứ hai sơn cái nhà của Dế. Cũng đã hôm qua cái tập trước thì cũng đã lót xong. Hôm nay lại sơn màu các bác ạ. Cái sơn này là chưa được khô nên là chưa nổi màu các bác ạ. Cái màu này là màu nhạt, không phải là màu xanh như này đâu. Nó lúc nào khô thì nó mới xanh nhạt, xanh da trời. Còn hiện tại là nó chưa khô, sơn chưa khô thì đang là màu xanh da biển, lá cây. Nhìn đẹp không? Trong vòng buổi sáng xong hay cả ngày? Buổi sáng á, còn ở ngoài không được vội vàng nhé, làm để cho nó em làm đẹp ra những người thôi, làm phải uy tín, làm đẹp luôn rồi còn gì nữa, không phải xấu như là họ làm mà chiều làm mặt tiền nữa mặt đi xong buổi sáng phải sơn hết lấy hết nhá. Nhà vệ sinh vệ xiếc sơn hết sạch sẽ vào. Nhà vệ sinh với lại cái nhà vệ sinh với lại cái đằng sau này với lại mặt trước là màu vàng. Trong nhà là màu xanh này gì? Nhà vệ sinh từ từ sơn nhé, để tí về tí nữa xem cái màu này nó lên như nào thì một là cũng sơn cả xanh cũng được. Nhưng mà nhà vệ sinh nếu mà sơn vàng đẹp hơn nhỉ? Hay như nào? Trần thì màu trắng không? Và tường xanh đi cho nó đấy. Trần màu trắng hả? Và nó xuống, làm từ ngoài ra. Còn là xanh vào đi. Thời gian nếu mà xanh được như này cũng đẹp mà nhỉ? Nhà này màu đẹp hơn. Khoan, cái đó chưa khô thôi, chưa khô thì nó lên màu luôn rồi. Màu này màu bây giờ chưa khô nên là nó vẫn nhìn rất là tối. Lát nữa là nó sẽ khô, nó sẽ như này này. Cái này chưa. Chưa lên màu. Để nó là chuyển khô vào thì... Để cho buổi sáng rồi nhất được phòng khách chứ mấy. Giờ này 8 giờ rồi. Ôi trời ơi. Thoải mái. Thế làm không gì thì người làm mà chơi đi chứ. Làm nào để nó sơn nó bóng là được. Dạ. Yeah. Cái này đang lớp 1, tí lớp 2 nữa là bóng ngay phải không? Nhắn ngay phải không? Hôm nay mài vẫn chưa được kỹ lắm nhỉ? Mài chưa được kỹ đâu, không mài, toàn mài đấy. Người ta mài là chỗ nào, chỗ đấy không? Không, nhưng mà mài được như này là cũng được rồi. Bởi vì là chỉ mài được như thế thôi. Cái ô thoáng này cũng phải cho ấy nhá. Không phải sơn nhá. Sơn hết đấy. Úi dồi ôi, lại ăn vào kia rồi. Cái chỗ này là mấy nữa cho chi tinh vào à, hoặc là quét nhỉ, quét cái gì vào cho nó đẹp nhỉ, chính cho màu trắng nhé, màu trắng thôi, màu vàng cho nó đẹp, không cần đâu, bởi vì là đến đây là nó có gạch ở đây rồi, không cần đâu. Màu bé, cái hồ bé kia là cà phê. Thế mà cà phê cũng được cho người phân ồn không không à, như này đi. Trong này kệ nó như này đi, không phải đấy. Thank you.
xin nhìn non nhìn mù mà chỉ mù xin nhìn non nhìn mù xin mà non mà mù bật bóng thì nó mới nhìn thấy
Khi sơn xong hết là bắt đầu làm cái cần tí ở cái thủng à. Xong rồi. Giờ cái nhiều nhất của chú là ở đây. Cái nhà thì cũng đã được sơn, vâng ạ, sơn cũng sắp xong rồi, chỉ còn cái rèm cửa này nữa là sẽ ok, vâng ạ. Cái rèm cửa này thì hiện tại thì anh em đang sơn ở bên ngoài chưa xong, đấy, nhìn rất là đẹp luôn, vâng ạ, nhìn khác gì cái nhà nghỉ.
Đây, các phòng đều được sơn, sơn cùng màu xanh da trời, vâng ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Còn các cái chi tiết chưa được sơn thì thợ sẽ tiếp tục sơn các bác ạ. Đấy, ví dụ như các cái cạnh cửa này cũng chưa được sơn. Hiện tại thợ đang sơn ở ngoài nên là chưa sơn. Đóng cửa này vào để cho nó. Đấy. Nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Nhà bên kia chói rồi này. Còn tất cả cái này cũng chưa được sơn. Với lại cái này nhé. Này đang lót. Thì trong vòng buổi chiều nay chắc là anh em sơn không xong thì lại ngày mai lại tiếp tục sơn các bác ạ. Nhất là ok rồi. Anh nhìn hai cái buồng nhìn đẹp hơn nhỉ? Không gian nhỏ nhìn rất là đẹp. Rất là lung linh luôn các bác ạ. Quá là đẹp luôn. Nhìn màu này là rất là đẹp. Cái màu sơn này là màu sơn do chú Tùng chú ấy chú cho sơn cái màu này các bác ạ. Nhà này thật sự là không thể chê vào đâu được rồi các bác ạ. Nhìn màu đẹp nhỉ. Nhìn bên trong cái buồng bé nhìn màu rất là đẹp. Còn cái chỗ nền gạch ấy thì sẽ khi sơn xong rồi sẽ cạo đi xong mới cho sơn tinh vào, xi tinh vào các bác ạ. Ở trên này là cái gác sét. Gọi là cũng sơn chưa được hoàn thiện các bác ạ. Giờ này phải cũng đã tối rồi, chắc là ngày mai tiếp tục ngày mai sơn nữa tất cả các cái cạnh cửa mọi thứ. Thì cũng sơn thì cũng được chỉ được như vậy thôi các bác ạ. Đấy, còn mai sửa sang nữa là sơn quét những cái góc, cái chỗ nào mà còn chưa sơn đến thì mai sẽ tiếp tục lại sơn tiếp. Thì cái thước phim của Nông Xin được khép lại ở đây. Nếu mọi người quý An Nông thì cho An Nông Xin một like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Nông. An Nông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái thước phim sau.